Xuân Nghĩa và Thảo Uyên kính chào quý vị khán giả đang quay trở lại với bản tin nóng 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, có lẽ rất nhiều lý do để người ta vướng vào lao lý. Thế nhưng, nguyên nhân khiến một người đàn ông 25 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, phải đi cướp tài sản có thể xem là hy hữu. Không có tiền để tổ chức sinh nhật cho con, người này đã mang theo dao đi cướp. Thông tin chi tiết mời quý vị hãy cùng theo dõi trong ít phút nữa. Còn bây giờ là một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị khán giả, hai dự án giao thông trọng điểm của vùng đồng bằng sông Cửu Long là cầu Mỹ Thuận 2 và cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ đã được khánh thành vào ngày 24 tháng 12. Tuy nhiên, phải chờ đến 7 giờ sáng ngày 25 tháng 12, các xe mới được phép lưu thông qua hai công trình này. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, ngay sau khi thông xe khai thác tuyến chính, Bộ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng khắc phục khó khăn về thiếu nguyên vật liệu nhằm hoàn thành các hạng mục còn lại để đưa dự án khai thác đồng bộ trước Tết Nguyên Đán Giáp Thìn. Dự án cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ có tốc độ khai thác tối đa 90 km/h. Đồng thời, để đảm bảo khai thác đồng bộ từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, đoạn cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận cũng đã được Ủy ban dân tỉnh Tiền Giang chấp thuận nâng tốc độ tối đa lên 90 km/h. Hai dự án nêu trên là hai dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông, đoạn từ thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố Cần Thơ dài 120 km. Việc đưa hai dự án vào khai thác giúp giảm ùn tắc, hạn chế tai nạn giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đi Cần Thơ chỉ còn 2 giờ thay vì 3,5 giờ như hiện nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi thủ trưởng các sở, ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc quán triệt, yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành nghiêm quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông. Đáng chú ý là nghiêm cấm đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị can thiệp vào việc xử lý vi phạm về nồng độ cồn. Văn bản của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề cập tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, số người chết do tai nạn giao thông còn nhiều, tình trạng người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn vẫn diễn ra thường xuyên, nguy cơ gây tai nạn giao thông còn rất cao. Qua thống kê cho thấy, còn một bộ phận cán bộ đảng viên, công chức, viên chức chưa gương mẫu chấp hành quy định về phòng chống tác hại của rượu bia khi tham gia giao thông, dẫn đến xảy ra tai nạn giao thông. Cụ thể, 11 tháng của năm 2023, Cảnh sát Giao thông thành phố Hồ Chí Minh phát hiện xử lý vi phạm đối với một cán bộ công an hưu trí, 25 công chức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Do đó, Ủy ban nhân dân yêu cầu các sở, ban ngành, chính quyền các địa phương thiết lập trật tự kỷ cương trong chấp hành pháp luật về giao thông ở cấp độ cao hơn. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao động trong cơ quan nhà nước, nghiên cứu đề xuất đưa nội dung này vào các tiêu chí để đánh giá, xếp loại tập thể cá nhân, đồng thời kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan đơn vị. Tiếp nối chương trình là thông tin đáng chú ý về vụ cháy lớn ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh và sau đây là những ảnh được ghi nhận tại hiện trường. Thông tin ban đầu, hơn 20 giờ tối 23 tháng 12, người dân sống trên đường số 23, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh nghe nhiều tiếng nổ lớn. Lúc này người dân kể đến thì thấy cục nóng máy lạnh phía sau một tòa nhà bốc cháy ngùn ngụt nên báo lực lượng chức năng. Tòa nhà 6 tầng rộng khoảng 100 mét vuông nằm giữa hai chi nhánh ngân hàng. Ít phút sau, lửa bùng lên dữ dội, lan lên các tầng trên. Phía dưới, một trụ điện cũng bén lửa cháy ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ. Nhiều tia lửa giăng tứ phía khiến nhiều hộ phải dùng bình chữa cháy mini dập lửa ngăn cháy lan. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 6 đã điều động xe và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. May mắn không có thương vong về người. Một người đàn ông nhảy cầu Tân An xuống sông Vàm Cỏ Tây đã được tìm thấy sau 3 ngày mất tích. Và sau đây là thông tin chi tiết của vụ việc. Khoảng gần 10 giờ ngày 21 tháng 12, tại cầu Tân An, trên tuyến tránh thành phố Tân An, một người đàn ông điều khiển mô tô biển kiểm soát 62K2-7603 lưu thông hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi miền Tây. Khi đến giữa cầu Tân An, người này bất ngờ bỏ xe lại, trèo qua lan can rồi gieo mình xuống sông Vàm Cỏ Tây mất tích. Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, khoảng 9 giờ sáng ngày 23 tháng 12, người nhà đã phát hiện thi thể nạn nhân nổi lên trên sông Vàm Cỏ Tây, đoạn gần chợ phường 2 thành phố Tân An,
cách nơi nhảy cầu hơn 500 mét. Theo lời kể của người nhà, nạn nhân 41 tuổi, ngụ xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, chưa lập gia đình. Trong khoảng thời gian gần đây, anh có dấu hiệu trầm cảm. Hiện gia đình đang làm các thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về an táng. Lực lượng chức năng Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện một lò độ xe trái phép lớn nhất thành phố Biên Hòa, có trang bị cả phòng cách âm để đo tốc độ. Trong 2 tháng qua, đã có 3 cơ sở độ chế xe ở Đồng Nai bị phát hiện, xử phạt nhưng các điểm độ chế khác vẫn lén lút hoạt động. Chiều 22 tháng 12, lực lượng chức năng kiểm tra hành chính tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Ái Quốc, thành phố Biên Hòa, do ông Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1994, làm chủ. Lực lượng chức năng phát hiện 4 thợ đang thực hiện các công đoạn lắp ráp, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng, sửa chữa xe máy. Thời điểm kiểm tra, phát hiện có 14 xe máy, trong đó có một số xe đã tháo rã, đang sửa chữa, có dấu hiệu độ chế. Bên trong, chủ tiệm còn trang bị một phòng cách âm khoảng 10m2, cùng nhiều trang thiết bị đặc biệt, mức độ tinh vi để kiểm tra tốc độ hệ thống đánh lửa trước khi đưa xe ra ngoài sử dụng. Làm việc với công an, Khoa khai nhận có sửa chữa nâng cấp xi lanh, thay đổi bô, mâm xe. Lực lượng công an đã lập biên bản ghi nhận sự việc và bàn giao toàn bộ phương tiện cho công an thành phố Biên Hòa tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật. Theo công an tỉnh Đồng Nai, việc triệt phá các lò độ xe mô tô trái phép đã góp phần ngăn chặn số thanh thiếu niên có ý định sử dụng xe mô tô đua xe trái phép, thực hiện hành vi cướp giật tài sản của người dân, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Cận Tết là thời điểm tiêu thụ lương thực thực phẩm lớn nhất trong năm, cũng là thời điểm nhóm hàng này được các gian thương tích trữ, trà trộn, tuôn vào thị trường. Không ít hàng quá hạn sử dụng, ôi thiêu, không rõ xuất xứ. Và mới đây, lực lượng chức năng tại thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 25 tấn lương thực không rõ nguồn gốc xuất xứ, chất lượng trong một kho lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh đang được trữ nhằm tung ra thị trường vào dịp Tết sắp tới. Cụ thể, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội quản lý thị trường số 3, Cục Quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hoạt động vận chuyển kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại kho lạnh của công ty trách nhiệm hữu hạn DECQB Logistics tại thành phố Thủ Đức. Công ty do Ngô Đình Anh, sinh năm 1982, là người đại diện theo pháp luật. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện một xe container chuẩn bị nhập hàng thực phẩm đông lạnh gồm vú heo, dồi trường heo, lá sách bò vào kho của công ty. Tài xế xe đầu kéo khai nhận số thực phẩm đông lạnh được thu gom nhỏ lẻ từ các tỉnh phía Bắc, sau đó vận chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh. Trong kho lạnh lưu chứa số lượng lớn hàng hóa là thực phẩm đông lạnh gồm bao tử heo, vú heo, dồi trường, sách bò. Tổng trọng lượng gần 25 tấn, trị giá hơn 2 tỷ 400 triệu đồng. Chủ hàng chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm dịch. Ông Hoàng Văn Chức, phó giám đốc kiêm quản lý kho lạnh khai nhận, toàn bộ số thực phẩm lưu chứa tại kho lạnh của công ty để bán ra thị trường kiếm lời trong dịp lễ Tết cuối năm. Toàn bộ số hàng không có hóa đơn chứng từ liên quan đến việc mua bán lưu thông. Thưa quý vị, trên màn hình mà quý vị đang theo dõi, đây là đối tượng Phan Ngọc Phú, 45 tuổi, trú ở phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Đối tượng này vừa bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam 4 tháng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, năm 2013, Phú quen biết với bà Nguyễn Thị Minh Hòa, 65 tuổi, trú thị xã Buôn Hồ, và cho biết bản thân có mối quan hệ thân thiết với nhiều lãnh đạo, có khả năng xin việc, xin đi học và xin chuyển công tác. Tin rằng Phú xin việc được, nên từ năm 2013 tới năm 2015, bà Hòa đã nhận hơn 1 tỷ 600 triệu đồng của 12 người, rồi nhờ Phú xin việc. Khi đưa hồ sơ xin việc, bà Hòa đã đưa cho Phú hơn 1 tỷ 500 triệu đồng để lo lót. Tuy nhiên sau một thời gian, thấy Phú không xin được việc như đã hứa, bà Hòa đòi lại tiền, thì được Phú trả lại 290 triệu đồng. Số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng còn lại, Phú không chịu trả, nên bà Hòa đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an. Phú bỏ trốn khỏi địa phương, nên cơ quan chức năng khởi tố vụ án, đồng thời ra quyết định truy nã đối với đối tượng Phú. Đến ngày 20 tháng 12 năm 2023, Phú đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắk đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Xuân Vinh, sinh năm 1956, trú tại xã Trung Phúc Cường về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Và đáng chú ý, người đàn ông này đã từng có một tiền án về tội vận chuyển trái phép chất ma túy với mức án 16 năm tù.
Trước đó, Công an huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn huyện này có một số đối tượng cấu kết nhau để mua bán trái phép chất ma túy. Vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng cầm đầu chính là Trần Xuân Vinh. Vinh từng có tiền án 16 năm tù về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Sau khi ra tù, không có công ăn việc làm nên Vinh tiếp tục móc nối với một số đối tượng xấu để mua bán trái phép chất ma túy. Sau một thời gian điều tra theo dõi, lúc 17 giờ ngày 18 tháng 12, lực lượng công an đã bắt giữ Trần Xuân Vinh. Khám xét trên người và nhà ở của đối tượng, công an thu giữ 1,5 bánh heroin, 200 viên ma túy dạng hồng phiến, 50 gram ma túy dạng đá và 160 triệu đồng tiền mặt. Thưa quý vị, một nam thanh niên 25 tuổi ở tỉnh Vĩnh Long xông vào nhà dân, dùng dao khống chế một người phụ nữ, cướp tài sản. Đối tượng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Đối tượng này khai nhận muốn tổ chức sinh nhật cho con nên cần tiền đi cướp tài sản. Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 15 tháng 12, Âu Thiên Vũ đem theo một con dao và chạy xe máy đến khóm 4, phường 3, thành phố Vĩnh Long. Tại đây, đối tượng phát hiện một phụ nữ đang ở nhà một mình nên dừng xe và đi thẳng vào nhà, dùng dao kề cổ đe dọa, yêu cầu người phụ nữ đưa điện thoại di động đang cầm trên tay cho mình. Do điện thoại có cài mật khẩu không mở được nên Vũ đã trả lại điện thoại và yêu cầu nạn nhân đưa tiền mặt. Lo sợ nguy hiểm đến tính mạng nên chị này đã đưa 3 triệu đồng, sau đó Vũ tẩu thoát. Nghĩ số tiền không nhiều nên nạn nhân đã không trình báo công an. Tuy nhiên, đến ngày 17 tháng 12, gia đình chị này biết chuyện và đã đến công an trình báo sự việc. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do cần tiền tổ chức sinh nhật cho con nên mới làm liều. Vụ án đang được công an thành phố Vĩnh Long xử lý theo quy định của pháp luật. Trong 3 ngày 23, 24 và 25 tháng 12, nhiều khách đi xe lửa xuất phát từ ga Sài Gòn đã ngạc nhiên thích thú khi được ông già Noel tặng quà Giáng sinh ở ngay trên tàu. Ông già Noel do nhân viên của hãng tàu Hóa Thân đã tới tận chỗ ngồi của hành khách để tặng quà Giáng sinh. Các đoàn tàu đều được trang trí hình ông già Noel, cây thông, người tuyết. Các đoàn tàu có phát quà cụ thể gồm SE3, SE4, SE8, SE21, xuất phát ngày 23 tháng 12. Tàu SE3, SE4, SE7, SE8, SE21, SE22, SNT1, SBT1 xuất phát ngày 24 tháng 12. Tàu SE21, SE22 xuất phát ngày 25 tháng 12. Trong dịp Tết Dương lịch năm 2024 sắp tới, ngoài đoàn tàu chạy hàng ngày từ Sài Gòn, Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Sài Gòn, Nha Trang, Sài Gòn, Phan Thiết, Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm tàu tuyến Sài Gòn đi Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết và ngược lại. Về vé tàu Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, đến nay ngành đường sắt đã bán được 122.000 vé. Giai đoạn trước và sau Tết đều còn vé. Tuy nhiên, cao điểm từ 24 đến 28 âm lịch chủ yếu còn ghế phụ. Hành khách có nhu cầu mua vé mời liên hệ tại nhà ga qua website bán vé, trên ứng dụng ví điện tử, app bán vé tàu và qua tổng đài bán vé. Quý vị thân mến, mạng xã hội vừa chia sẻ một đoạn video ghi lại hình ảnh vụ tai nạn giao thông giữa hai xe máy khiến một người bị thương nặng. Mặc dù đèn tín hiệu giao thông đã chuyển đỏ, nhưng nam thanh niên điều khiển xe máy vẫn tăng tốc băng qua ngã tư và kết quả đã dẫn đến tai nạn thương tâm thưa quý vị. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, vào khoảng 13 giờ 15 phút ngày 22 tháng 12 tại một ngã tư, mặc dù đèn tín hiệu đã chuyển đỏ, thế nhưng xe máy do nam thanh niên mặc áo màu đen điều khiển vẫn tăng tốc vượt qua. Lúc này từ phía đường giao cắt, một xe máy khác đi theo đúng tín hiệu đèn cũng đang từ từ di chuyển qua. Khi đến giữa ngã tư, do không quan sát thấy có xe vượt đèn đỏ, xe máy này đã đâm thẳng vào xe của nam thanh niên. Cú va chạm mạnh khiến cả hai người điều khiển xe máy đều ngã xuống đường, trong đó một người bị thương nặng nằm im bất động. Được biết, vụ tai nạn này xảy ra trên địa bàn thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Cạn. Tìm tới một shop buôn bán quần áo, sau đó giả vờ vào mua hàng để đánh lạc hướng và chờ lúc mọi người trong cửa hàng sơ hở, thì một nữ quái đã ra tay trộm cắp tài sản. Hiện nay là thời điểm cận Tết Dương lịch 2024, người mua sắm nhiều, các shop bán đồ cần nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào trường hợp như shop này. Theo đoạn clip camera an ninh một shop đồ ở khu vực Hà Nội cho thấy, người phụ nữ trùm kín khá bí ẩn vào mua đồ. Trong lúc lựa chọn quần áo, người này cầm đồ che chắn, tay còn lại thì móc túi xách của một vị khách khác và lấy trộm điện thoại. Hô biến thành công, nữ tặc nhanh chóng rời khỏi cửa hàng.
Thực tế, từ nhiều năm qua cho thấy, cuối năm là thời điểm mà tình hình tội phạm có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt là tội phạm trộm cắp và cướp giật. Mới đây, canh lúc mọi người bên trong một gia đình ngủ say, hai đối tượng đã đột nhập và lấy trộm đi hai xe máy. Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra vào lúc 1 giờ 40 phút ngày 22 tháng 12 tại ngã ba Tam Thôn Hiệp, ấp An Nghĩa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh. Theo như camera an ninh và phản ánh của gia chủ, có hai đối tượng nam đi xe Exciter. Sau khi cậy cửa đột nhập vào trong, bọn chúng lục tủ lấy trộm một ít tiền lẻ, rồi lần lượt dắt hai xe, gồm một xe Vario biển kiểm soát 59Z2-17644 và một xe Winner X biển số 59Z2-23386. Còn một xe máy SH do gắn chìa khóa thông minh Smart Key và một xe Way RS thì bọn chúng để lại. Chủ nhà cho biết thêm, mặc dù tài sản đã mất, nhưng may mắn những người trong nhà thì vẫn bình an. Thưa quý vị, không chỉ ban đêm bọn đạo trích mới hoành hành, mà ngay cả ban ngày thì nếu người dân chủ quan khi dựng xe máy mà không trông coi cẩn thận thì cũng không khác gì tạo cơ hội cho kẻ xấu. Vâng ạ, ghi nhận vụ việc mới xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk sẽ là bài học cảnh báo cho quý bà con. Hình ảnh từ camera ghi lại vào khoảng 11 giờ ngày 18 tháng 12 tại hẻm 383/57 Nguyễn Văn Cừ, thành phố Buôn Ma Thuột. Một đối tượng đã rảo trước nhà dân khá lâu để trộm chiếc xe máy Honda Airblade. Được biết, chiếc xe máy này được người dân để trong nhà, nhưng do cửa hé mở nên đối tượng đã đột nhập vào và lấy xe. Cũng vào giữa trưa cách đây vài ngày tại huyện Krông Bắc, nhiều vụ trộm cắp xe máy khác cũng đã xảy ra. Đối tượng thường lảng vảng một lúc lâu mới hành động và tẩu thoát rất nhanh chóng. Thưa quý vị, thay vì tặng đồ chơi, thức ăn, bánh kẹo, một nhóm thiện nguyện đã hóa trang thành ông già Noel, tặng bình oxy không đồng cho các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo cần bình oxy để duy trì sự sống. Không chỉ giúp đỡ được người khó khăn mà hành động thiết thực của nhóm thiện nguyện chuyến xe Thanh Bình còn lan tỏa cảm xúc tích cực cho cộng đồng. Cũng bộ đồ đỏ, nón và râu để hóa trang thành ông già Noel. Cũng là mang vác, nhưng lại là mang vác các bình oxy hàng chục kilo để đem tặng cho các hoàn cảnh hiểm nghèo cần nguồn oxy để duy trì sự sống. Đó là hoạt động nhân văn và vô cùng ấm áp của các thành viên nhóm thiện nguyện chuyến xe không đồng Thanh Bình đã và đang thực hiện. Những cái ngày Giáng sinh này mà mình lại được mặc đồ của ông già Noel, mình cảm thấy rất tự hào và rất là vui và hạnh phúc hơn nữa. Mình đã thay mặt ông già Noel để mang những cái điều vui và những cái niềm hy vọng đến cho các bệnh nhân và các hoàn cảnh khó khăn. Và muốn cùng cầu mong cho các bệnh nhân nhanh chóng họ hồi phục lại sức khỏe bình thường. Suốt 3 năm qua, nhóm không ngại khó khăn giúp đỡ hàng ngàn bệnh nhân nghèo không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà cả ở những tỉnh lân cận cũng được hỗ trợ. Với hoàn cảnh là bệnh nhi, nhóm sẽ tặng thêm quà gồm bánh kẹo gấu bông để các bé cảm nhận được không khí của mùa Giáng sinh, biến những điều ước của các bé thành hiện thực. Nó cũng muốn có ông già Noel. Năm nào cũng tôi có một dịp Giáng sinh, mấy bé nó đều mong ước có một món quà để cho nó vui ý nghĩa. Năm nay bé nó bệnh không có đi chơi được, nó nằm chỗ mà thấy như vậy rất là vui, rất hạnh phúc. Thì ông già Noel đem những nguồn hơi thở yêu thương miễn phí để bà con duy trì sự sống của mình. Nó cũng là niềm vui của tất cả mọi người, của xã hội nữa. Với tinh thần sẻ chia và đồng cảm, dù chỉ là một ông già Noel lấm lem và ướt sũng mồ hôi, nhưng nhóm thiện nguyện đã mang đến một mùa Giáng sinh ấm áp cho những mảnh đời kém may mắn. Đến đây thì thời lượng dành cho Nóng 24 giờ cũng đã hết. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Chúc quý vị có một Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc bên người thân và gia đình. Còn bây giờ, Thảo Uyên và anh Xuân Nghĩa xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong các bản tin sau.